mình đã đến với công việc food review chuyên nghiệp như thế nào. Xin chào, mình là Lưu và mình là một cô gái gốc Hoa, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Có gia đình là đầu bếp, chính vì vậy Lưu đã được bén duyên với ẩm thực ngay từ lúc nhỏ. Vào năm 20 tuổi thì Lưu đã cho ra đời một shop bán bánh online. Đến năm 21 tuổi thì Lưu là một cô chủ nhỏ cho một quán ăn chuyên về ẩm thực Hồng Kông. 22 tuổi thì Lưu đã mở được thêm 2 chi nhánh. Lưu đã bắt đầu bén duyên với Thánh Ăn TV vào năm 23 tuổi. Năm 24 có lẽ là cột mốc với Lưu bởi vì Lưu đã đạt được 1 triệu sub trên Thánh Ăn TV cũng như là được đề cử trong top 4 Foodie Icon với quy mô châu Á tại Việt Nam. Trong suốt 3 năm làm sáng tạo về mảng food thì Lưu đã có cơ hội làm việc với rất nhiều các nhãn hàng lớn nhỏ tại Việt Nam cũng như là quốc tế. Đây là một ngành nghề khá mới mẻ tại Việt Nam và cũng không có bất cứ chương trình đào tạo nào. Chính vì thế mà mỗi ngày Lưu đều phải tự nhủ với bản thân, tự push bản thân là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bằng những cách nào? Tận dụng các mối quan hệ mà mình đã có thì mình đã tìm đến một số đầu bếp để xin được trò chuyện, xin được học hỏi thêm. Ngoài ra thì Lưu còn tham gia một số workshop của các chuyên gia ẩm thực. Chưa hết đâu, để có được một review một cách khách quan nhất thì Lưu cũng đã tìm đến một số tiểu thương, một số đầu bếp gia đình để có thể nghe tâm sự, những cái câu chuyện của họ và những mong muốn khi mà họ muốn thực khách đến thưởng thức món ăn của họ. Ẩm thực đối với Lưu là một niềm đam mê bất tận. Lưu tự hứa với bản thân mình rằng ngày nào mà các bạn còn xem thì ngày đó Lưu sẽ vẫn còn làm. Bạn muốn biết gì về nghề food review, hãy comment cho Lưu biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Bye!